chàng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi. Hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên, phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vẫn ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây nếu tim còn yêu. Trời luôn mơ nắng, biết yêu thương mình là biết yêu thương người. Một lần cho đi muôn đời ta mãi có, ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm. Mặt đất đâu hư hao luôn là nơi đùa nương náu. Bầu trời xanh trên cao gần muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Nói mẹ nghe. Mẹ không có về với con, vậy phải không mẹ? Mẹ của mình đã khổ lắm rồi, mà mình cứ mè nheo mẹ như vậy nữa, mẹ sẽ buồn lắm đó. Mình phải vui lên, bo phải giống như anh nè, không được khóc nữa. Mẹ thương mình lắm luôn á, mẹ có bạn anh, có người còn bỏ đi luôn á. Mà mẹ của mình không bỏ đi lâu. Nhưng em muốn có bà. Thưa cả nhà, ông mới về. Mọi người đi đâu mà đông đủ vậy? Cả nhà đang chuẩn bị đi ăn. Hôm nay nhân nó mời. Thôi, hôm nay để con mời cho. Lý do? Con muốn thông báo với cả nhà một tin vui. Con vừa được lên chức tổng giám đốc của công ty xây dựng toàn cầu. Trời ơi, nhân giỏi quá. Giỏi quá. Đây là danh thiếp của con. Các em. Này, chúc mừng chị. Cảm ơn em. Đây của nội. Dạ, của mẹ. Đây, dạ của ba. Đó, mọi người xem kỹ đi. Thấy không, chức vụ của con là tổng giám đốc đó. Thật? Em chuyển công ty rồi sao? Không, đây là công ty con của tập đoàn em chuẩn bị thành lập. Trời ơi, bởi vì á, chỉ có con Hân á, là con lúc nào cũng làm cho mẹ. Trời ơi, mẹ sung sướng, mẹ hãnh diện. Cho mẹ thêm. Dạ, đây. Này, cho nội nữa nhá. 50 cái nha con. Mẹ. Ủa? Mẹ lấy chi nhiều vậy? Còn ba nữa. Tôi á, là tôi sẽ phát danh thiếp này á, cho tất cả những bà hàng xóm. Xóm bên đây, xóm đằng trước, xóm đằng sau. Cho mấy bà tức chơi. Còn nội, nội sẽ phát cho mấy cái bà trong hội dưỡng sinh của nội. Để cho các bà phải ghen tị. Từ giờ đi ấy mà. Đừng có mà khoe con khoe cháu trước mặt nội nữa nha. Vậy thôi nội với mẹ đưa cho con đi. Đây, con sẽ đưa cho mẹ và nội hả một cái hộp to thiệt là to để cho mọi người phát cho thoải mái. Đúng rồi. Ủa, ba không khen con sao? Ba rất vui khi thấy con đạt được thành tích như thế này. Em cũng xin báo tin vui, em đã có được việc làm rồi. Việc gì đấy hả con trai của mẹ? Bây giờ con đã là nhân viên chính thức của xưởng gỗ Kiệt rồi. Làm việc toàn thời gian đàng hoàng nha, chứ không phải là tới bữa được bữa cái như trước à. Tốt quá, này, con cố gắng đi nhá. Cố gắng đi rồi, thế nào xưởng gỗ cũng là của con. Ý của nội là con cứ cố gắng đi, rồi Kiệt nó sẽ nhận ra tài năng của con, cho con làm quản lý. Nhân đây thì con cũng muốn nói, mình đã có tin vui ạ. Bọn con cũng mới biết cách đây mấy ngày thôi ạ. Dạ, không phải. Mọi người đừng hiểu lung tung, không phải như mọi người nghĩ đâu. Đúng ạ, mọi người đừng hiểu lầm ạ. Ý của con là mình đã bán được tập kịch bản đầu tiên ạ. Chuyện gì vậy mẹ? Đâu rồi? Đưa hết đây mẹ giữ cho. Dạ, giữ gì mẹ? Thì cái tiền viết kịch bản của con đó.
con bán được bao nhiêu đưa hết đây mẹ giữ giùm cho. Ê, con đừng có nói là con đưa hết tiền cho chú Quang trả nợ rồi nha. Con bị điên hả? Trời đất ơi, cái tiền đó là tiền mồ hôi công sức nước mắt của con. Tại sao con đưa cho chú Quang vậy? Mẹ ơi, nhưng mà chú đang thiếu nợ mà mẹ. Tiền lãi đang tăng lên từng ngày đó. Nó lớn rồi, nó tự gây nợ, nó tự phải chịu. À, hèn gì mà mấy bữa nay rồi không nghe ba con nhắc nhở gì tới cái chuyện chú Quang hết. Thì ra là hai cha con đã. Ôi trời ơi là trời. Ủa, ba nghe tiếng mấy đứa nhỏ mà. Dạ, tụi nhỏ lên lầu chơi với Khoa rồi ba. Ờ, này này này, con lên giải cứu cho con Minh đi, rồi cả nhà mình đi ăn, nhanh lên. Này, hôm nay nhà mình có nhiều chuyện vui lắm đấy con ạ. Con Hân nó đãi cả nhà. Ồ, có chuyện gì vui hả nội? Nó được lên chức tổng giám đốc đấy con ạ. Rồi chú con thì lại có việc làm, còn con Minh ấy bán được kịch bản. Bao nhiêu là chuyện vui như thế. Chắc chắn là ông con linh thiêng phù hộ đội trì cho đấy. Dạ, chắc chắn là ông nội linh thiêng cho nên cũng phù hộ cho con nữa. Bữa nay con cũng có chuyện vui muốn báo cho cả nhà mình. Chuyện gì con? Dạ, con đã chính thức ly hôn. Con có ổn không? Nếu con muốn, con cứ khóc đi, cho nó nhẹ lòng. Dạ, con không sao đâu ba. Ba đừng có lo cho con. Con sẽ không bao giờ khóc vì con người đó nữa đâu. Con là đứa có bản lĩnh, nhưng dù sao con vẫn là người phụ nữ. Cho nên việc một mình con nuôi hai đứa con thì không dễ dàng. Dạy dỗ lại còn khó khăn. Dạ, con cũng muốn là con của con được lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Con không có muốn tụi nhỏ chịu thiệt thòi. Mà ba biết không, ảnh ra điều kiện với con là con phải ký vô đơn ly dị thì ảnh mới chịu vô thăm thằng Bo. Đối với con đó là giọt nước tràn ly. Ảnh có thể không thương con, nhưng mà ngay cả con mình anh cũng bỏ mặc. Chị còn không muốn níu kéo con người đó nữa. Con thật sự buông bỏ được chứ? Dạ, con đang cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Từ nay con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cùng với các con của con. Đi thôi Minh ơi, Hân ơi. Có chuyện gì vậy? Mấy đứa định đi đâu vậy?
Em kêu từ nhỏ qua kiếm thằng Công đập cho nó một trận để lấy lại công bằng cho con Hương. Chị hai muốn tụi em quýnh anh ta sưng như đầu con heo hay là đầu con gì? Đúng á, chị nói đi. Tụi em là chị tội nguyện. Tội nguyện nè. Đau ba. Còn chú nữa, không khuyên mấy đứa nhỏ mà còn hùa theo nữa. Thôi mà ba, con cảm ơn cả nhà. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người thương con như vậy. Nhưng mà con người đó mình đừng có bận tâm tới nữa, cứ coi như là họ chưa từng tồn tại đi. Ủa, nó vậy là không cần đánh nữa hả? Không cần đâu chú. Ồ, vậy em đi hát karaoke đi. Em sẽ hát múa phục vụ mọi người. Tha là bỏ đi hết, ta làm lại. Hát karaoke nha. Mẹ, có đồ ăn rồi nè. Sao giờ này con mới về? Hai cái đứa này toàn là làm mệt mỏi không à? Đi mua đồ ăn đó, đi mấy con đường mới có đó. Về mẹ còn cằn nhằn nữa. Bữa sau mẹ tự đi mua đi, con không mua đâu. Con nói cái gì? Đây xuống dưới nhà hàng á có mấy tầng lầu, lấy đâu ra mấy con đường chứ? Ai nói mẹ con mua với nhà hàng khách sạn? Vậy chứ cái đó là cái gì? Cung hộp. Trời con mày. Đau, sao mẹ đánh con? Con còn hỏi nữa hả? Mẹ là mẹ chồng của chủ khách sạn này, mẹ có ăn á thì phải ăn nhà hàng chứ. Ủa chứ nhà hàng có chịu bán cho mình ở đâu mà mua? Tại sao không bán? Thì người ta nói á là mẹ con mình phải thanh toán tiền ăn tiền ở suốt một tuần qua đi, rồi người ta mới bán tiếp, người ta mới cho mình ăn tiếp, người ta mới cho mình ở tiếp. Cái con nhỏ nào cả gan dám nói vậy chứ? Quản lý. Quá đáng mà. Nè, con kêu cái con nhỏ đó lên đây thưa chuyện với mẹ. Tôi là quản lý khách sạn, tôi có thể hỗ trợ được gì cho quý khách? Nè, có phải cô bắt tôi phải trả hết tiền rồi mới được ở tiếp đây phải không? Dạ, đây là quy định của khách sạn, tất cả chi phí của khách hàng phải được thanh toán theo tuần. Tôi nói cho cô biết nha, quy định đó nó áp dụng với khách hàng là đúng, còn áp dụng với tôi là không có đúng. Tôi hỏi cô nè, vậy á, cô có biết tôi là ai không? Ý gì nói, dì là mẹ cậu Công đúng không? Con này, nó biết mẹ là mẹ của thằng Công rồi, mà nó còn dám láo vậy, xử nó cho mẹ. Nè, dì gan quá ha, dì biết mẹ tôi là ai, mà dì dám đối xử với mẹ con tôi vậy hả? Dì có tin dì bị đuổi gì không? Coi bộ, từ lúc bị đuổi đi, cậu Công không dám về gặp người nhà nữa. Cái gì? Con nói cái gì? Cậu Công bị đuổi rồi. Công ơi là Công, giờ này con ở đâu Công ơi? Mẹ, đừng có khóc lóc nữa được không? Anh hai anh to xác vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Làm sao mà biết cái đàn ở đâu chứ? Công ơi là Công. Trời ơi khổ quá. Bây giờ mẹ có khóc ngập cái công viên này á thì anh cũng có giải quyết được gì đâu. Lỡ như này còn có bề gì làm sao mẹ sống nổi đây? Thì biết là anh mà có chuyện gì, con với mẹ chắc chắn sẽ không sống nổi rồi. Tự nhiên giờ nhà cũng không có, niềm hy vọng cuối cùng là anh hai mà cũng mất nữa. Chắc chắn đợt này con mẹ đi bụi đời luôn. Anh cũng tại con hết đó, làm đâu giống đóng gì mà hai chồng chịu hết là sao? Hả? Thầy con làm ăn sao rồi? Mà tiền không có. Dạ 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 không, đâu có gì đâu. Mẹ đừng có nghĩ lung tung mà. Thật ra là tại vì tại con mới nhập cái lô hàng mới, cho nên là mẹ dồn tiền vô hết trong đó rồi, bây giờ không có tiền mặt. Mẹ đợi đi, khoảng một tuần nữa con bán hết hàng ra là tiền sẽ đầy két nha. Có mới nói đó nha. Có là con phải lập tức đi chuột ngay nữ trang cho mẹ, thì chuyện của ba con tặng mẹ ngày xưa đó nha. Dạ biết rồi mà, mẹ đừng có khóc nữa.
Với lại bây giờ mày đừng có lo mấy chuyện đó nữa. Cái chuyện quan trọng là khoảng 2-3 tuần tới nè, mình phải có chỗ ở đi. Nhưng mà mày kiếm chỗ nào miễn phí á? Mẹ bây giờ lắm, mẹ không có đồng nào hết á. Vàng dòng nữ trang cầm bán hết trơn rồi. Chỗ ở miễn phí? Nếu mà muốn ở miễn phí thì có một chỗ. Hả? Hả? Vậy hả? Về rồi. Thôi chị Hai, chị Hai mới về hả? Bé Bò, bữa nay con đi học có giỏi không nè? Thôi ngoan quá. Đây đây đây, đi lên cô tắm rửa cho rồi mình ăn cơm ha. Rồi nhanh 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 lên. Rồi đi nhanh lên, nhanh lên. Đi đi con, đi con. Nè, còn con nữa. Đi lên đó, rửa mặt rửa tay rồi mình ăn cơm nha. Bữa nay mẹ với anh Trinh nó nấu nhiều đồ ăn lắm, toàn là đồ ngon không hả? Mình lên mình ăn với nhau ha. Ha, vậy đi ha. Thịt gà ngon quá à, để bà nội xé cho Vi ăn nha. Dạ. Ăn nè, cái này cho bò nè. Vi ăn đi. Ăn nhiều vô nha. Ngon quá. Bò thích là bông cải đúng không? Nữa nè. Yeah. Ăn nhiều vô nha con. Cho nè, cho Vi nữa nè. Giỏi quá. Chị Hai, ăn đi, ăn đi. Nè, cái này ngon lắm nè, chị ăn đi. Đây, đây bà nội lấy cho. Bà nội lấy. Một chút á, nội cho bò ăn canh nha. Mà nội lỡ bỏ hành vô canh rồi. Bà nội nhớ bo không thích ăn hành. À mà không sao không sao. Đáng hồi nữa lúc nào á bo ăn canh á là bà nội vớt hành ra cho con nha. Trời ơi, bà nội cưng ghê chưa. Ăn nhiều vô đi con. Ăn đi con. Nè. Bi ăn đi Bi. Thảo rồi cũng đút cho đặt. Có gì thì hai người cứ thẳng thắn đi. À, đúng rồi. À, mấy nay mẹ nhớ hai đứa nhỏ mà mẹ ngủ không được luôn á, đúng không mẹ? Ờ, đúng rồi. À, nhắc tới mẹ còn thấy chán dáng hết mặt mày luôn vậy đó. Mẹ tiều tụy hẳn luôn á, cho nên là em sợ mẹ bệnh, em mới dắt mẹ qua đây chơi với mấy đứa nhỏ vài ngày nè, đúng không mẹ? Kỳ diệu thiệt đó, gặp hai đứa nhỏ ha là mẹ giống như sống lại vậy đó. Không mệt mỏi gì nó tan biến hết luôn hà. Cho nên chị Hai à, chắc là chị không từ chối khi mà cho mẹ ở đây chơi vài ngày với mấy đứa hả? Con nghĩ sao vậy? Chị Hai con á đâu phải là người vô tâm ích kỷ mà không cho bà gặp lại cháu đâu. Dạ đúng rồi ha. Con có chuyện này muốn nhờ ba nói với Hân giùm con. Chuyện Hân được bổ nhiệm làm giám đốc, con thấy có gì đó không ổn thưa ba. Con Hân không phải là đứa ngu ngốc, nhưng việc nó làm giám đốc điều hành của một công ty là điều ở bất thường. Để ba sẽ nói chuyện với nó. Dạ, con cảm ơn ba. Đáng lý ra chuyện này con không nên dám làm phiền ba, nhưng mà để con nói với Hân thì chẳng những cô ấy còn không nghe, mà còn nói con nghĩ này nghĩ nọ nữa. Lúc đó rồi hai vợ chồng là xảy ra tranh cãi nữa thưa ba. Ba hiểu mà. Để ba sẽ nói chuyện với nó. Con cứ yên tâm. Dạ. Con cảm ơn ba. Dạ, thưa ba con đi làm. Hân, ba muốn nói chuyện với con một chút được không? Dạ. Con lại ngồi đây. Dạ, có chuyện gì vậy ba? Ba hơi lo lắng về vị trí mới của con trong công việc. Gánh nặng sẽ rất lớn đó. Ba yên tâm đi, con sẽ đảm nhiệm được mà. Nhưng mà con chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc, thì làm sao có thể điều hành cả một công ty được? Ba à, con là con của ba mà, ba phải tin tưởng ở con chứ. Không phải là ba không tin tưởng con, mà ba chỉ sợ con đang bị người ta lợi dụng mà con không biết. Cho nên ba muốn con cân nhắc lại, con có nên đảm nhận vị trí mới này không? Tại sao lúc nào ba cũng coi thường con như vậy chứ? Nếu như là chị Hai nhận được chức vụ này,
thì chắc chắn ba sẽ chúc mừng chị. Còn con, cho dù con có làm tốt như thế nào, ba cũng sẽ không bao giờ công nhận. Hân à, con sẽ chứng minh cho ba thấy, không phải vô cớ mà người ta giao chức vụ này cho con. Con nghe ba nói nè. Con xin lỗi ba, con trễ giờ làm rồi. Con xin phép ba con đi trước. Quán của bạn em sắp khai trương mà bây giờ nó vẫn đang rất đau đầu để tìm một số đồ nội thất độc đáo. Anh có thể giúp bạn em không ạ? Em nói bạn em á, gọi cho anh đi. Dạ. Em xin lỗi. Alo, cậu nghe đây, cún con của cậu à? Cậu đã nói là cậu hứa làm bánh cho con là cậu làm mà. Con yên tâm, ngày mai con sẽ có bánh để đãi bạn. Rồi, bye con nha. À, Nhân nè, bé Thương tổ chức tiệc đãi bạn để chia tay à? Chia tay gì ạ? Ờ, thì anh nghe Phúc nói là chuyển công tác đi làm xa đó. À, chị Phúc không phải đi nữa rồi anh ạ. Vậy à? Anh Kiệt này, anh có biết là... Biết gì hả Nhân? Nhân biết. Chị... À, anh đã đưa bác đến khám thử khoa y học cổ truyền chưa? Anh đã đưa ba tới đó 120 lần rồi. Bây giờ ba anh cử động rất là thoải mái. Cảm ơn em đã giới thiệu cho anh nha. Không có gì. Anh Kiệt. Tình cờ quá ha. Đi uống cà phê hả? À, anh tới đây có... Anh cũng thân thiết với bạn của em gái mình quá ha. Xin lỗi, tôi có việc phải đi. À, anh tới đây gặp Nhân có một chút công chuyện. Tình cờ gặp Phúc ở đây thôi. Mà em cũng biết Phúc là chị họ của Nhân được phải không? Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh nè. Có phải anh đã nói gì với ba tôi về chuyện tôi được làm tổng giám đốc không? Hân à, anh chỉ muốn em thận trọng, đừng để người ta lừa gạt em thôi. Chứ không phải là anh không chấp nhận được chuyện vợ anh thành công hơn anh hả? Em nói gì vậy? Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy là mọi người đã sai lầm như thế nào khi đánh giá thấp tôi. Mẹ, có phải mẹ không? Mẹ, con đã bảo là con không còn tiền mà. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ sắp đi xa, chắc lâu lắm mới quay về lại. Mẹ định đi đâu ạ? Mẹ cũng không biết. Đã có chuyện gì ạ? Mẹ lại nợ nần ai sao? Từ hôm chuyện xảy ra Đà Lạt, mẹ đã suy nghĩ về hành động của mẹ rất nhiều. Và từ đó đến nay, mẹ chưa lần nào cầm cây bài hết. Nhưng tại sao mẹ lại bị như vậy? Ai đã đánh mẹ? Là cái gã đã sống chung với mẹ mấy năm nay. Bây giờ mẹ mới biết là hắn ta đã lợi dụng mẹ. Mấy năm nay nó là lôi kéo mẹ vào con đường cờ bạc để ép mẹ moi tiền con. Mẹ đúng là một người mẹ ngu xuẩn. Mẹ có lỗi với con quá nhiều. Và hắn ta không moi được tiền mẹ, cho nên đã đánh mẹ ra nông nỗi này sao? Hắn biết là mẹ không còn muốn sống với hắn nữa nên hắn làm như vậy. Con à, mẹ muốn sống cuộc sống đàng hoàng. Mẹ không muốn làm con xấu hổ của một người mẹ cỡ ba. Thôi được rồi, con sẽ thuê phòng khách sạn để mẹ nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Cảm ơn con.
Thôi được rồi con, mẹ con thấy đỡ rồi. Mẹ còn đau hay là khó chịu ở đâu không ạ? Không, mẹ đau có chỗ này thôi à. Với lại mẹ nằm ngủ chút xíu vậy là mẹ khỏe rồi. Vậy mẹ ở đây nghỉ ngơi nha. Ngày mai con quay lại rồi chúng ta bàn tiếp xem là phải làm sao. Con về đi. Thưa mẹ con về. Về cẩn thận nha con. Dạ. Alo. Sao tôi gọi sáng giờ ông vừa bắt máy vậy? Trời ơi trời, nghĩ sao vậy, đi chung với nó làm sao bắt máy được. Mà nè, nếu như anh muốn tiền á thì từ đây về sau á không được gọi nữa nghe chưa? Chừng nào á em cần rồi em sẽ gọi. Sao vậy? Em làm cả buổi sáng đó. Nhìn em trang trí như thế này, tự tay cắt rồi bỏ vào từng miếng trong hộp, anh không nỡ ăn nữa. Thôi đi, khéo nịnh nè. Mẹ anh ăn đi, để lâu hôi gió. Anh sao vậy? Mắc nghẹn hả? Có sao không? Ngon quá à. Cái ông ma quỷ này dám chọc em là mất hồn à. Nhìn em trang trí đẹp như vậy anh cũng yên tâm phần nào rồi. Sao lại yên tâm phần nào? Ngày mai em có rảnh không? Có thể nói là rảnh. Thì sao? Nè 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 nè, mau khai thiệt đi, anh có âm mưu gì đúng không? Không phải là anh, mà là ba anh cũng mời các cô chú ở trong họ thời gian mượn cơm để ra mắt em. Trời, vậy mà làm nghiêm trọng dữ. Nghiêm trọng hay không còn tùy thuộc vào tài nấu ăn của em. Tại sao? Bởi vì ba anh muốn em tự tay nấu cơm mời các cô chú ăn. Có chuyện gì sao? Trang trí đẹp á thì em làm được, còn nấu ăn thì anh. À, mình có thể nấu cơm nắm với mẹ đãi khách được không? Hả? Đó là món duy nhất em có thể làm à? Họa tới rồi. Thưa ba, con mới về ạ. Đi với Minh về hả? Dạ. Sao? Hẹn được con bé chưa? Ờ, chắc phải đến cuối tuần Minh mới rảnh ba. Vậy quyết định cuối tuần. Mà này, ba mời nhiều cô chú lắm đấy. Vâng ạ. Công nhận á, cáo này hợp với mẹ dễ sợ luôn á. Đúng là không uổng công con mất cả buổi để lựa. Mẹ mẹ, còn có bông tai nữa, nếu mẹ thích con mua thêm. Trời ơi, tự dưng bữa nay mua đồ tặng mẹ, cái mẹ bị sợ. Nè, con mới gây ra chuyện gì rắc rối đúng không? Dạ đâu có, lâu lâu con gái yêu quý muốn tặng quà cho mẹ xinh đẹp cũng không được nữa không? Thôi đi, đừng có dòng do nữa, nói cho mẹ nghe, chuyện gì? Dạ, chuyện tặng cáo cho mẹ là thật lòng con muốn tặng mẹ. Nhưng mà đúng là con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp. Mẹ biết ngay mà. Thôi, dù gì nói mẹ nghe coi. Mẹ, cuối tuần này á, mẹ giúp con nấu một bữa cơm đúng phong cách Bắc nha mẹ. Ủa, bộ con định mời ai về nhà này ăn cơm hả? Thật ra là nói chung là mẹ sẽ không giúp nếu như mẹ không biết lý do đó nha. Chuyện là nấu bữa cơm đó
Là để đem qua nhà anh Nhân. Trời đất ơi, cái gì? Con kêu mẹ nấu cơm để mà phục vụ bên nhà bồ con hả? Không phải đâu mẹ, không phải. Mẹ đừng hiểu lầm. Thật ra là ba của anh Nhân muốn mời cơm các cô chú trong họ hàng để giới thiệu con á, nên là muốn con trổ tài nội trợ. Nhưng mà mẹ biết mà, trình độ nó nuốt con tới đâu. Mẹ ơi, mẹ cứu con lần này đi mẹ nha mẹ. Trời ơi là trời ơi. Hồi đó đó, bao nhiêu lần tôi nói là đi theo tôi đi để mà học nấu nướng, không chịu nghe lời. Đó, bây giờ biết thế nào là lễ độ chưa? Đã vậy người ta còn người ta còn chê cười tôi chứ. Người ta còn nói tôi là tôi không biết dạy con gái nữa chứ. Mẹ ơi, con biết con sai rồi, con sai nhiều lắm mẹ. Nhưng mà mẹ cứu bồ cũng lần này nha mẹ. Con hứa với mẹ nha, con hứa luôn là từ bây giờ về sau á, con sẽ nghiêm túc theo mẹ học nấu ăn nha mẹ. Nha. Lời nói tựa gió bay, đôi mắt quyền đẫm lệ. Sao mà Mai ngốc thế không nhìn vào mắt Minh? Mẹ ơi, mẹ cứu bồ con đi mẹ, thiệt luôn á mẹ. Nếu mà mẹ thấy đi, nếu mà người ta chơi ba con mẹ cũng đâu có vui đâu đúng không mẹ? Thôi mẹ, không có lay nữa. Một lần này thôi nha, không có lần sau đâu nha. Yeah, mẹ là số 1, thương mẹ quá. Ước gì tôi là số 2. Yeah. Nữa. Ok. Còn ai ở trong? Ra khiên hàng vô nè. Mọi người đi khiên hàng hết rồi. Không cần đâu, hai anh em mình làm được rồi. Gì mà hai anh em? Chú đây nữa làm chi? Chú được không ta? Đừng có coi thường chú nghe chưa. Nhìn chú như vậy chứ ngon cơm lắm mà. Thôi, hôm nay á toàn là đồ nặng không à. Chú khiên không quen đâu. Lỡ có gì á hả, không biết lấy đâu ra ông chú. Đợi cho anh kịp nữa. Nói như vậy là chú mày coi thường chú rồi. Ha. Chết rồi. Để chú khiên cho. Đây nè. Từ từ thôi chú. Chú Quang. Đợi chú. Chú có sao không? À, chú bước xuống đi. Đợi xuống. Đợi. Sao chú nặng quá vậy? Chú ngồi xuống đây. Đau. Ủa sao nói khỏe lắm mà. Không sao. Làm tiếp đi. Này, sao hai chú cháu về sớm thế? À, dạ, nội. Hai, không xuống xe mà ngồi ngay như tượng thế này à? Dạ, bác sĩ dặn con là phải ngồi giống như vậy. Sao? Bác sĩ, con làm sao? Nội, chú Quang. Chứ đừng làm nội lo lắng chứ. Là sao? Chú Quang chỉ bị đau lưng thôi nội à. Bác sĩ nói nghỉ ngơi vài hôm sẽ hết. Không có sao đâu nội. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Xuống đi chú Quang. Từ từ nha chú. Rồi. Mẹ không thương con tí nào. Alo, chị Bảy hả? Ồ, vậy đó hả? À, thôi. Biết rồi. Bây giờ để em phải sắp xếp công chuyện nhà rồi em chạy xuống liền nha. Nghe. Rồi, vậy đi. Ủa mẹ, có chuyện gì mẹ gấp gáp quá vậy? Bà cô ba dưới quê bị bệnh, bây giờ mẹ phải về dưới gấp. Con đi với mẹ nha. Thôi, không có cần. Khoan hết, đi lấy đồ chứ. Quên nữa. Dạ. Con lau nốt cái hình đi. Mẹ xuống mẹ thưa với nội Yên Tiến đã. Vì còn bữa cơm của mình. Wow.
Khi nào chú chuyển dạ vậy? Cái gì mà chuyển dạ? Thì nhìn chú giờ có khác gì mấy bà đang mang bầu đâu. Ờ ha, cũng giống thiệt. Nói gì vậy? Bậy bạ hết sức à. Con nhỏ này, con phải nên nhớ là con vẫn còn đang có chuyện nhờ giả chú đó nghe chưa. Chú không được lấy chuyện đó ra hăm dọa con nha. Đây là hạnh phúc cả đời của con á. Con mất bạn trai, chú nuôi con suốt đời. Thôi đi cô, thân tôi còn lo chưa xong đây nè. Nuôi thêm bà cô như cô á, chắc đói nhăn răng ra. Vậy thì bây giờ chú phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt bữa ăn đó cho con chứ nha. Biết rồi. Chú lo mà nghỉ ngơi đi. Chú có đi qua đi lại đi tới đi lui vậy á, không có tốt bằng sức khỏe của bà mẹ và em bé đâu. Cái con khỉ nhỏ này, đứng lại đó. Bà mẹ lo nghỉ ngơi đi nha. Đứng lại. Ai mà tin được nó sắp làm vợ người ta chứ. Hân à. Trời ơi, nhẹ nhàng thôi. Mẹ nè, mẹ nè. Mẹ nè, mẹ nè. Anh đã nhờ bà nội chăm sóc bé Gấu rồi. Em đi thăm bà với anh nghe. Em mệt đã rồi vì chăm bé Gấu. Lát còn cho bé Miu nó học nữa. Không sao mà đi được. Bài tập bé Miu chỉ là tô màu thôi. Anh đã nhờ Khoa rồi. Em yên tâm đi. Bữa khác đi. Hôm nay em mệt lắm. Ủa mà bữa tuần trước em thăm rồi mà. Thăm gì thăm hoài vậy? Hôm khác là hôm nào chứ. Anh đừng có gây chuyện với em nữa được không? Mẹ không có ở nhà. Em đi làm về phải chăm hai đứa nhỏ nữa. Em mệt lắm. Anh muốn gì á? Đợi qua mấy ngày này đi. Khi mẹ về em lại có lý do khác cho mà coi. Anh đủ rồi nha. Người vừa lòng anh chưa? Con đừng có xảy ra chuyện gì nha. Nếu mà con có bề gì làm sao mà mẹ sống nổi. Con ơi. Con ơi. Lại khóc nữa. Mẹ khóc rồi hai sẽ về hay sao? Ôi, nhưng mà mẹ lo cho anh con quá à. Thôi mà đừng có khóc nữa. À, hay là bây giờ con dẫn mày đi ăn hủ tiếu nha. Mẹ ăn không có vô. Thôi mà nha. Thôi đi nha, đi ăn hủ tiếu nha. Đi. 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 Anh Bi ơi, anh Bi. Lại lên đi anh Bi. Ba. Ra bà nội biển nè. Dạ. Hai đứa con đi đâu mà thay đồ đẹp vậy hả? Mẹ nói sẽ dẫn đứa con đi ăn với chú Tường. Quá đáng thiệt mà. Con nhỏ này á, nó muốn cho thằng Tường á thay thế thằng Công làm chủ nhà này. Đừng có hòng. Mẹ nó... Nè, con nghe bà nội nói nè. Chú Tường của tụi con là người xấu. Tại vì chú đó mà ba con không được về nhà. Mẹ nghe bà nội dặn nè. Nếu như tụi con chấp nhận chú đó là vĩnh viễn tụi con không bao giờ gặp mặt được ba con nữa. Con biết không? Trời đất! Mẹ! Cẩn thận nha con. Hưng. Anh. Chú chào hai đứa nè. Hai đứa chào chú đi con. Bo. Bo sao vậy? Con không muốn ăn cơm với chú. Con chỉ muốn ăn cơm với ba. Bo. Bo. Bo sao vậy? Hả? Con không biết chú Tường. Con ghét chú Tường. Con chỉ muốn ba thôi à. Thôi ba. Thôi được rồi. Mẹ biết rồi. Thôi nín nín mà, nín mẹ thương nha. Không sao đâu. Hưng cứ lo cho hai đứa nhỏ đi. Khi nào xong á, mình gặp nhau. Bye bye. Giờ mình đi đâu hả cậu Tường?
mình đi. Cậu Tư, cậu Tư. Thắng xe có vấn đề rồi. Hợp tác với họ là mình đã có được 20 tỷ rồi. Ba mẹ của con đâu rồi? Trước khi thằng bé đủ tuổi thì dì nó sẽ là người quản lý bệnh viện. Cậu không được phép ra khỏi đây. Dượng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho con. Vì cúc trên sẽ chết vì loại virus này. Đó sẽ là một tai nạn hoàn hảo. Ngươi đã giết chết ba mẹ của cậu. Chính là. Ngoài Dượng ra thì con không còn người thân nào cả. Tôi sẽ không chết, tôi sẽ trả thù. Đón xem Lật Mặt Tử Thù lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh HTV2. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi. Đi coi công diễn mà. Vậy thì ngoại lên thay đồ đi. Ngoại mặc đồ xấu à. Bữa nay ai cũng mặc đồ đẹp hết. Ngoại cũng phải mặc đồ đẹp. Bao lần vẫn ngã, giữ tâm hồn nhiên, thức giấc mơ ta về. Mày mặc bộ đồ này để xem mấy biểu diễn hả? Hèn gì con nhỏ nó khóc suốt từ chiều đến giờ. Nó xấu hổ với bạn bè gì mặc bộ đồ này đó mẹ. Trời đất ơi, cái con Miu á, nó học cái tính xấu xa của ai vậy hả? Sao thì mẹ la con của con? Những chuyện không làm được á, thì đừng bao giờ hứa với con. Anh nói vậy là có ý gì? Em đi làm chứ đâu phải đi chơi. Tại sao có một chuyện nhỏ như vậy mà ai cũng gây căng thẳng cho em hết trơn vậy? Em biết nói đó là chuyện nhỏ, tại sao anh nổi nóng với mẹ chứ? Em càng ngày càng cư xử tệ rồi đó. Chính mọi người mới là người đang giày vò em đó.